Tiểu sử ca sĩ Phương Vi idol Nguyễn Ngọc Phương Vi, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một ca sĩ Việt Nam đã chiến thắng tại cuộc thi Việt Nam Idol lần thứ nhất. Phương Vi cũng đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Asian Idol. Cô là học sinh của trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, thành phố Hồ Chí Minh, niên khóa năm 2002 đến năm 2005. Hiện nay, Phương Vi đang học tại Đại học RMIT Việt Nam. Phương Vi yêu nhạc từ rất sớm, Vi đã đoạt giải nhì giọng ca học đường Tuổi Đời Mênh Mông và giải nhất cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam, Việt Nam Idol 2007. Phương Vi đại diện Việt Nam tham gia Asian Idol 2, nhưng thất bại trước Hadi Mirza của Singapore. Phương Vi là thí sinh duy nhất của mùa thi Việt Nam Idol chưa một lần rơi vào nhóm không an toàn, vượt qua Nguyễn Ngọc Ánh với tỷ lệ bình chọn 53,44%. Phương Vi chính thức trở thành người chiến thắng đầu tiên của loạt chương trình Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam Idol. Cô nhận được số tiền thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ và hợp đồng thu âm với công ty Music Faces cùng các hợp đồng quảng cáo với các công ty khác. Sau đó,